người chủ của đàn Lokicon thì những ngày thứ ba chúng ta có thể tắm cho cún được, nhưng mà phải tắm rất nhanh. Đây mình sẽ tắm cho cái boy còn lại này. Ok, quan tắm quan trọng là một là phải làm ướt lần lượt chân. Chân trước này, bụng này, lông của chúng nó đang rất là bẩn. Tắm xong thì tôi sẽ quay video để cho mọi người nhìn. Khi mà nó sạch sẽ thì nhìn sẽ như thế nào. Ok, phần đầu tí chỉ cần lau thôi. Trong vòng 10 phút là phải tắm xong. Lông đệm xả nước cũng xả từ đằng sau. Ok, tắm cho 2 lần luôn. Từ 3 đến 6 tháng tuổi là nó xếp vào cho con đấy. Ok nào, đứng xích ra đây. Rồi. Hàng mưa luôn bây giờ. Quan trọng ấy là tắm xong chúng ta sẽ phải lau sạch cho cún luôn, lau khô cho cún luôn. Đấy là an toàn. Lưng cái bụng.
tiếc. Lấy cái ướt của cái khăn để lau mặt, lau tai. Ok. Nào, em đứng đây nào. Vuốt cái đuôi. Lau cái chân. Ok, em chạy vào trong đi. Bắt đầu mưa rồi. Vừa kịp xong. Trời mưa. Thôi được rồi, để đây để chú dọn sau rồi. Mưa bắt đầu. Đây chúng ta là không biết. Đây vào đây.